Tôi xác nhận là bệnh nhân bị viêm gan Asin. Bệnh nhân này tương đối là nặng. Viêm gan này là do gai gót gây ra. Đáp ứng của bệnh nhân rất là tốt. Phát đồ huyệt đơn giản. Có một số người thì phải dùng phẫu thuật. Tôi nghĩ là không nên phẫu thuật sớm. Cứ điều trị bằng châm cứu trước xem tình hình như thế nào. Nào cho đi lại còn muốn nhiều không? Bình thường rồi đi. Thế là tốt rồi đấy. Như vậy là 70-80% rồi, ngon lành nhỉ. Có cái điều rất là buồn cười, thế là đối với đông y thì ít người chia sẻ cho phác đồ điều trị. Nhưng mà lại cứ cho rằng là mình rất là giỏi. Khi châm vào vùng huyệt ở vùng gót chân này thì các bạn đồng nghiệp của tôi có nói rằng là rất là đau đớn. Nhưng tôi châm cho bệnh nhân không hề đau một chút nào. Cực kỳ đơn giản. Chúng ta hãy chia sẻ những gì gọi là đúng nhất. Quan trọng nhất là vẫn là hiệu quả. Nay tôi lưu lại bệnh án này là ngày 11 tháng 12 năm 2018. Tương đối là chuẩn về kết quả theo tôi theo dõi. Cố gắng châm đến vài hôm nữa thì khỏi hẳn chú nhé. Đang ngồi ra ngoài để khám đi. Cố. Chẳng có ai.